Chào mừng các bạn lại quay trở lại với chương trình của CID Radio. Đây là một cái chương trình mà tôi làm riêng, nói về những cái vấn đề trong cuộc sống cũng như là dùng để tâm sự cùng với các bạn. Từ thứ hai đến thứ sáu vào lúc 20 giờ được phát sóng trên CID Radio. Bạn có thể nghe trực tiếp trên YouTube hoặc podcast hoặc là Anchor hay là Spotify đều có cả. Rồi, cảm ơn các bạn. Hy vọng là các bạn đã có một ngày thật là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về một cái chủ đề cũng lại là phát triển bản thân nữa các bạn. Hay là đơn giản chia sẻ thôi cũng được. Rồi, chủ đề ngày hôm nay đó là sự mài dũa của cuộc đời. Ồ, nghe qua có vẻ hơi đau đau các bạn ha. Mài dũa là cảm giác như mình bị đục đẽo, mình bị gọt dũa các bạn. Chắc chắn sẽ đau. Và khi chúng ta tưởng tượng chúng ta là những cái viên ngọc thô hoặc là đơn giản là những cái cây gỗ bình thường thôi, rồi bây giờ một ngày nào đó chúng ta được đem vào một cái khuôn khổ, được mài dũa rất là cẩn thận từ ly từ tí, và sau đau đớn, sau tổn thương thì chúng ta nếu là viên ngọc thì tự nhiên tỏa sáng và đẹp đẽ, cùng với lúc đó thì cái giá trị của mình nó sẽ được nâng cao. Còn nếu chúng ta là một cái cục gỗ, một cái gì đó rất bình thường mà bây giờ chúng ta được đục đẽo trở thành những cái tác phẩm nghệ thuật, thì các bạn nghĩ đi, có phải là giá trị của mình cũng được lên cao và hình dáng của mình cũng đẹp đẽ hơn đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái sự mài dũa của cuộc đời. Thật ra cái tập này, cái tựa đề này tôi đã chuẩn bị từ trước Tết lận các bạn, nhưng mà chưa có cơ hội để thu. Và ngày hôm nay thật là trùng hợp, tôi đã có cơ hội để thu nó. Tại vì sao các bạn biết không? Vừa mới ngoi đầu lên qua năm mới thôi là tôi thấy cuộc đời của tôi đang được mài dũa một cách chăm chỉ rồi. Ví dụ như hồi mới cách đây khoảng mấy ngày thôi thì tôi bị trộm điện thoại, nói thẳng ra là bị giật điện thoại ngoài đường các bạn, mà không thành, may quá, đời đang mài dũa tôi đó. Rồi mới sáng nay thôi tự nhiên ra quán cà phê kêu ly cà phê lên, tính ta tính tởn, tính là bữa nay chạy deadline ngoài quán cà phê tới tối luôn mới về. Tinh thần đang phấn chấn thoải mái các bạn. Mở cái laptop lên, trời ơi, nó không có lên các bạn ơi. Nó bị hư. Mở hoài không lên, thế là phải chở em nó đi vô bệnh viện khám gấp. Rồi cái chủ tiệm sữa mới nói với tôi là chuẩn bị tinh thần đi. Một là hư win, hai là hư ổ cứng. Và nếu trường hợp xấu nhất là không lấy lại được dữ liệu và phải thay ổ cứng là tốn cũng tiền triệu các bạn. Mà cái máy này thì nó theo tôi cũng lâu rồi. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Bây giờ cũng không biết như thế nào. Thế là tôi đi ra đó tôi sửa. Mà các bạn biết rồi, với một cái người làm cái nghề như tôi á, thì tài liệu vô cùng quan trọng. Mà tôi lại sơ suất, tôi chưa có lưu nữa chứ, bao nhiêu dự án ở trong đó. Thế là cuộc đời lại mài dũa tôi tập 2. Và từ đây tôi lại quyết tâm là thu cái số này, mài dũa của cuộc đời. Và tôi đang chuẩn bị tinh thần để được mài dũa tiếp các bạn. Thay vì mình nghĩ cái đó là trời ơi sao nó xui dữ, trời ơi tôi làm gì mà xui quá, sao bao nhiêu người không tới mà tới với tôi, vân vân, những cái điều tiêu cực. Thì bây giờ các bạn giúp tôi một chuyện. Mỗi khi mà các bạn gặp những cái chuyện gì không như ý, những cái biến cố gì nó rớt xuống đầu mình, các bạn giúp tôi, các bạn lật lại suy nghĩ của mình một chút tích cực hơn. Đó là các bạn hãy nghĩ, à cuộc đời này đang mài dũa tôi nè, đang muốn tôi trở thành một cái viên ngọc sáng, một cái tác phẩm nghệ thuật, để tôi có thể có nhiều kinh nghiệm, phát triển bản thân, rồi nâng cao giá trị của mình và tìm kiếm những cái cơ hội mới trong tương lai. Chỉ cần các bạn nghĩ đây chỉ là một cái thử thách nhỏ, một cái sự mài dũa. Mặc dù đương nhiên chúng ta phải hiểu rằng á, mài dũa nó phải gây đau đớn, mài dũa nó phải có tổn thương và mất mát thì mới gọi là mài dũa được. Và mình chấp nhận cái điều này như là một cái lẽ tự nhiên trong cuộc sống của mình thôi. Đó, có mất thì mới có được các bạn. Không thể nào mà các bạn chỉ được mà không mất. Đây là cái quy luật cho nhận trong tự nhiên, trong cuộc sống, trong xã hội bây giờ rồi. Hãy chấp nhận nó đi và tận hưởng nó. Chắc là các bạn cũng biết, mỗi một cái pho tượng Phật á, mà trước khi trở thành nên hình nên dạng để chúng ta cầu bái một cách trân trọng, yêu thương, thì trước đó cũng chỉ là một cái cây gỗ bình thường, một cái vật vô tri vô giác thôi. Và để trở thành được một cái pho tượng cung kính như vậy á, thì đã trải qua rất là nhiều lần gọt dũa đục đẽo. Và chúng ta hãy đặt mình vào cái vị trí đó, chúng ta đang được, hãy nghĩ là đang được chứ không phải bị nha các bạn, đang được. Cuộc đời này rèn dũa mình,
Dù cho có hơi đau đớn, dù cho có phần mất mát, nhưng rồi hãy tin rằng chúng ta sẽ trở thành một cái phiên bản hoàn hảo hơn, xuất sắc hơn và có giá trị cao hơn so với cái cục gỗ ban đầu các bạn nha. Thật ra không phải ai trong cuộc đời này khi mà được rèn giũa người ta cũng trở nên tốt đẹp hơn đâu. Sẽ có hai cái chiều hướng xảy ra. Một bên á, nếu chúng ta suy nghĩ tích cực rằng mình đang được rèn giũa và mình sẽ tốt hơn á, thì chắc chắn các bạn sẽ tốt hơn. Còn nếu các bạn nghĩ là trời ơi xui quá, bây giờ chỉ có mất mát thôi, tại sao cuộc đời lại lấy đi của tôi nhiều thứ như vậy, tôi chưa thấy được tôi được cái gì mà tôi mất trước tiên rồi đó, tôi không muốn mất. Và khi các bạn suy nghĩ như vậy thì cái tác dụng của sự rèn giũa nó đã bị giảm đi rồi, vì các bạn không tin rằng tương lai mình sẽ có được, sẽ được đền đáp những cái thứ khác tốt đẹp hơn. Người ta có câu là cái cũ không đi, cái mới nó sẽ không tới mà các bạn. Vậy nên các bạn đừng có thù ghét cuộc đời, đừng có suy nghĩ điều tiêu cực. Khi mà lỡ chẳng may mình gặp những cái điều xui rủi, mình bị mất một cái gì đó, hoặc là mình bị người ta hại một cái gì đó, các bạn hãy cố gắng nghĩ rằng tôi đang trải qua một cái quá trình rèn giũa và tôi vui vẻ, tôi tiếp nhận nó. Tôi tin là tương lai của tôi sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều, và tôi sẽ tỏa sáng theo cái cách của tôi nhờ vào cái sự rèn giũa ở hiện tại. Thật ra chúng ta hay có những cái suy nghĩ tiêu cực các bạn. Bật mí các bạn một điều luôn, theo số liệu thống kê các bạn có thể kiểm tra cái điều này trên Google. Một người chúng ta sẽ có từ 50 đến 80 ngàn suy nghĩ trong một ngày. Các bạn vừa nghĩ hôm nay ăn gì là lập tức có dòng suy nghĩ khác, người yêu mình sao chưa nhắn tin. Nó là kiểu như vậy các bạn, liên tục luôn, mình không khống chế được nha. Mình không khống chế được, rất khó luôn á, phải học á. Và trong cái số từ 50 đến 80 ngàn đó thì có đến 80% là suy nghĩ tiêu cực. Đây là một cái số liệu thực tiễn luôn các bạn. Và các bạn phải hiểu rằng cái việc mình suy nghĩ tiêu cực nó là bình thường, cơ cấu nó là như vậy rồi. Thì bây giờ mình muốn suy nghĩ tích cực thì mình phải học hỏi và cố gắng luyện tập mỗi ngày. Không phải tự nhiên mà tôi có thể suy nghĩ được tích cực trong mọi việc. Đó là qua một cái quá trình tìm hiểu rồi rèn giũa bản thân, nguyên tắc để có được suy nghĩ tích cực, tư duy tích cực thì chúng ta phải luyện tập mỗi ngày. Mỗi ngày tôi đều ngồi thiền, và khi mà tôi ngồi thiền tôi áp dụng thêm cái tự kỷ ám thị. Tôi hay nói với bản thân mình là tôi là một người tự do, tôi là một người thành công, tôi là một người vui vẻ, tôi là một người may mắn. Chúng ta tự kỷ ám thị, chúng ta gieo cho mình những cái suy nghĩ như vậy. Mỗi ngày, từ ngày này qua ngày khác, từ từ á, cái suy nghĩ tích cực của mình nó sẽ dâng lên, và từ đó suy nghĩ tiêu cực nó sẽ giảm xuống một cách đáng kể. Các bạn có thể áp dụng thử. Đương nhiên là một số bạn sẽ không tin đâu, tôi biết là các bạn nghĩ trời ơi xàm quá, tự nhiên nói mình, nhưng mà không các bạn. Nếu các bạn có thể cho bản thân mình một cơ hội mở lòng ra để tin tưởng rằng mình là một con người hạnh phúc, mình là một con người tốt đẹp và mình luôn may mắn, thì tự nhiên cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Nó thay đổi từ từ các bạn ơi, không có thay đổi một lần nha, tôi nhắc lại, không bao giờ có chuyện là từ hố sâu mà bay lên thành phượng hoàng được đâu. Chúng ta phải có một cái giai đoạn chuyển mình, và cái giai đoạn đó chính là cái giai đoạn tự bản thân rèn giũa, hoặc là cuộc đời nó rèn giũa cho các bạn. Và đương nhiên các bạn đón nhận nó một cách tích cực. Và tôi thấy rằng biến cố trên cuộc đời này nó có quá nhiều các bạn ơi, nhiều lắm, không có kể hết được đâu. Và khi mà cái nhiệm vụ sống của chúng ta chỉ đơn giản là làm cho cuộc đời của mình trở nên tốt đẹp thôi. Các bạn đừng có nghĩ sâu xa quá là làm cho người này người kia tốt đẹp. Các bạn hãy nghĩ trước mắt một điều rằng khi các bạn hạnh phúc thì các bạn mới cho đi hạnh phúc được. Khi các bạn vui vẻ thì tự nhiên những người xung quanh của các bạn đều vui vẻ hết. Chúng ta không thể nào cho một cái điều mà chúng ta không có. Vậy nên nếu các bạn muốn giúp người thì trước tiên các bạn phải thứ nhất là giàu có. Giàu có ở đây là về tài chính, về tinh thần, về sức khỏe luôn các bạn. Chúng ta hãy làm sao để cho cuộc sống của mình trở nên trù phú hơn, tốt đẹp hơn, thì mình mới đi gieo những cái điều tốt đẹp đó cho mọi người được. Tôi không thể khuyên các bạn rằng hãy yêu bản thân mình đi, trong khi tôi là một người không biết cách yêu bản thân mình. Hoặc là tôi cũng không thể nào khuyên các bạn là tư duy tích cực hơn, trong khi tôi lúc nào cũng là một người nghĩ là tiêu cực, khó khăn. Hoặc là tôi cũng không thể nào khuyên các bạn là hãy trân quý sức khỏe mình, trong khi tôi là một cái người suốt ngày thức khuya, rồi ngủ nướng, rồi không biết tập thể dục. Chúng ta hãy cải tạo tốt cái cuộc sống của mình, tận dụng tốt cái sự rèn giũa của cuộc đời để thay đổi bản thân của mình. Rồi á, từ đó khi mà mình đã thay đổi tốt được rồi á, thì tự động những người xung quanh người ta sẽ cảm thấy được cái sự tích cực của mình, và từ đó cái năng lượng tích cực nó sẽ truyền đi
các bạn hãy hiểu như một điều như thế này nè. Khi các bạn tích cực, cái năng lượng tích cực đó nó sẽ tự động thôi các bạn, nó sẽ tự động bung xõa ra cho những người xung quanh, những cái mối quan hệ xung quanh của các bạn. Người ta đều thấy hết, thấy được cái sự thay đổi tốt đẹp của các bạn, rồi từ đó người ta sẽ học hỏi, ít hay nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn nếu mà các bạn tiêu cực á, thì vô tình các bạn lại khiến cho những cái mối quan hệ của mình á, lại tiêu cực theo. Bây giờ tôi hỏi các bạn nha, các bạn có một người bạn mà suốt ngày cứ than vãn, trách móc cuộc đời. Các bạn nghe những cái lời tiêu cực đó riết thì trong đầu của các bạn sẽ in sâu những cái điều đó. Còn nếu các bạn có một người bạn luôn cổ vũ, luôn động viên, luôn yêu đời, thì tự nhiên đâu đó ít hoặc nhiều các bạn cũng sẽ được cái nguồn năng lượng tích cực đó. Mình thấy ủa nó làm gì, nó tập thể dục hoài vậy ta, trời ơi nó tập thể dục ngày nào nó cũng tập, ngày nào cũng chạy bộ, có gì vui ta. Cái bữa nọ mình hỏi ê mày chạy bộ có gì vui mà mày chạy dữ vậy, cái xong nó mới nói ôi mày không biết đâu chứ sáng hả chạy bộ không khí trong lành nè, về tao có nhiều ý tưởng tao viết bài nè, rồi khi mà tao chạy bộ như vậy là sức khỏe của tao tốt, tao giảm cân, tao mới giảm cân được nửa ký, một ký nè, trời ơi mừng lắm mày ơi. Còn không nữa thì có thể nó nói buổi tối chạy bộ là hoa, hương gió, hương hoa rất là nhiều, tạo cái cảm giác khoan khoái và tối ngủ rất là ngon. Cái vừa hay bạn mới nói là ơi bữa giờ tao mất ngủ hay là tao thử tao chạy bộ giống như mày thử, bữa nào mày chạy mày rủ tao chạy thử. Cái hai đứa rủ nhau chạy bộ. Và thế là bạn lại truyền được một cái điều tốt đẹp tích cực hơn cho người bạn của bạn, rồi từ cái người bạn của bạn lại lan truyền tiếp cho bạn của bạn nữa. Trời ơi tôi nói cả một cái xã hội ai cũng tốt đẹp, ai cũng tích cực. Chúng ta hãy cố gắng tận dụng, phát huy cái sự rèn giũa của cuộc đời trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh, và tập cho mình cái tư duy tích cực rằng mọi khó khăn trong cuộc sống hiện tại chỉ là một cái sự rèn giũa để mình có thể tỏa sáng hơn ở tương lai mà thôi. Đừng có kiểu mà các bạn nghĩ cuộc đời này đối xử bất công với các bạn. Không đâu các bạn, tất cả đều đã được tính toán và an bài rồi. Miễn là các bạn vẫn còn niềm tin rằng mình là một người hạnh phúc, mình là một người may mắn, mình là một người tốt đẹp, và luôn sống đúng với những cái điều mà mình mong muốn. Mình muốn cái gì thì mình hãy cố gắng thực hiện được cho bằng được cái đó, thì nhất định là các bạn sẽ có những cái kết quả tốt thôi. Đó, thì đơn giản ngày hôm nay cái radio này tôi nghĩ cũng đã dài rồi các bạn. Và tôi mong muốn rằng qua cái thông điệp ngày hôm nay, các bạn sẽ có được những cái điều may mắn và thay đổi một chút nào đó cái suy nghĩ của mình về những cái khó khăn trong cuộc sống. Chỉ cần được như vậy thôi là tôi cũng cảm thấy rất rất là vui rồi. Sẽ rất khó khi mà chúng ta hay suy nghĩ tiêu cực trở thành tích cực, nhưng khó chứ không phải là không được nếu các bạn cố gắng. Hãy nghĩ tất cả chỉ là đang rèn giũa, đang gọt để cho mình trở nên tỏa sáng hơn. Đây là lần thứ 3 tôi lặp lại cái câu này trong cái radio rồi. Hy vọng là nó có thể đâu đó tác động vào cái tư duy, cái tiềm thức của các bạn để các bạn có thể thay đổi tốt hơn. Rồi cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã dành thời gian cho CD Radio vào tối nay. Hy vọng các bạn sẽ có một buổi tối Valentine thật là ý nghĩa và hạnh phúc. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt nhau và gặp lại nhau vào ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn thật nhiều và nhớ đăng ký kênh nha. Bye bye.